Thưa quý vị và các bạn, giấc ngủ đóng vai trò quan trọng giúp cơ thể chúng ta được thư giãn, nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng thực tế hiện nay có rất nhiều người bị tình trạng rối loạn giấc ngủ, trong đó có rất nhiều trường hợp xảy ra ở những người trẻ tuổi. Các bác sĩ nội thần kinh cảnh báo tình trạng thường xuyên bị thiếu ngủ cả về thời gian lẫn chất lượng giấc ngủ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm như trầm cảm, tim mạch, suy giảm trí nhớ, bệnh lý mạch máu não và ảnh hưởng nghiêm trọng chất lượng cuộc sống của mỗi người. Bởi vậy, việc nhận biết sớm và can thiệp điều trị kịp thời khi bị rối loạn giấc ngủ là vô cùng cần thiết. Vậy, rối loạn giấc ngủ là gì? Các dạng rối loạn thường gặp, nguyên nhân, triệu chứng và giải pháp khắc phục như thế nào để có giấc ngủ ngon và chất lượng? Mời quý vị theo dõi chương trình Alo Bác sĩ ngày hôm nay. Cái rối loạn giấc ngủ thì người ta thường đánh giá vào cái thứ nhất là cái thời lượng ngủ. Ví dụ như em bé mới sinh ra có thể là ngủ 20 tiếng trong một ngày, nhưng mà đến tuổi trưởng thành thì giấc ngủ chỉ cần 8 tiếng là đủ. Người ta dựa vào chất lượng giấc ngủ, tức là sau khi ngủ dậy, người ta đã tái tạo được năng lượng, người ta hoạt động lại bình thường, không thấy mệt mỏi, không thấy rã rời. Thì đó là cái về cái chất lượng giấc ngủ. Và cái thứ ba người ta sẽ xét đến là thời điểm ngủ. Có những cái rối loạn của giấc ngủ là nó xảy ra vào thời điểm đầu giấc ngủ, nhưng mà cũng có những cái giấc ngủ nó rối loạn vào cuối giấc ngủ. Và cũng có những cái loại rối loạn giấc ngủ về ngay giữa giấc ngủ, đó là những cái vận động bất thường trong giấc ngủ. Ví dụ như là mộng du, ví dụ như đang ngủ thì có những cái cơn đập phá, hay là có những cơn ngủ, khi đang ngủ thì có những cái cơn mà người ta bùng lên, người ta nói chuyện chẳng hạn. Thì đó là những rối loạn vận động trong giấc ngủ. Thì mất ngủ thì nó có thể rằng là mất ngủ tạm thời. Ví dụ như có những cái công việc gì trong nhà, có những cái biến cố thì người ta chỉ mất ngủ 1-2-3 đêm. Còn lại cái thứ hai nữa, đó có thể là mất ngủ, đó là do những cái bệnh lý. Ví dụ như về những cái bệnh lý tâm thần, trầm cảm, lo âu, những cái mà buồn phiền kéo dài. Nhưng mà cũng có những mất ngủ do những cái bệnh lý thực thể. Ví dụ như là sau đột quỵ, bệnh Parkinson, hay là những cái bệnh về đau mãn tính đó, nó cũng gây cho người ta mất ngủ. Có những rối loạn giấc ngủ là về cái nhịp sinh học. Ví dụ như ở Mỹ chúng ta đã quen thì khi về Việt Nam là những ngày đầu sẽ là mất ngủ, hoặc là ngược lại chúng ta đi qua Tây Bán Cầu thì có thể là rối loạn về giấc ngủ. Có những người về làm trong một tuần ca đêm tới một tuần ca ngày thì thường giấc ngủ nó sẽ không có ổn định. Có những cái rối loạn về cái giấc ngủ, ngủ nhiều do dùng thuốc ngủ nè, gây ra buồn ngủ, hoặc là ngủ nhiều do bệnh lý buồn ngủ cũng gọi là rối loạn giấc ngủ. Làm việc không được mà cứ buồn ngủ hoài cũng là rối loạn giấc ngủ. Sau một cái giấc ngủ không đầy đủ, cái nếu nói về thời lượng thì nó không đầy đủ để tái tạo lại cái năng lượng cho anh, thì chắc chắn khi anh làm việc không hiệu quả. Cái thứ hai nữa là sức khỏe. Nếu như rối loạn giấc ngủ mà trong những cái bệnh lý thì những cái bệnh lý nó sẽ làm trầm trọng hơn. Và cái đặc biệt nữa là cơ thể nó là một khối thống nhất, thì một cơ quan nào tổn thương cũng có thể liên đới các cơ quan khác, nó cũng có thể nó gây tổn thương. Chính vì vậy rằng là rối loạn giấc ngủ tuy chúng ta thấy nó đơn giản, nhưng mà để tìm hiểu được nguyên nhân và tìm hiểu được một cái phương pháp điều trị nó không phải là dễ dàng. Trong y khoa bây giờ có những cái phương pháp rất là hiện đại để điều trị giấc ngủ. Ví dụ trước đây người ta dùng dòng điện một chiều, và sau khi dòng điện một chiều xuất hiện ra, người ta thấy điều trị hiệu quả, thì người ta lại tiến tới là nghiên cứu là cái cộng hưởng từ điều trị giấc ngủ xuyên sọ, đức ta là cái trường hợp là việc sử dụng phương pháp ATMS. Với những cái phương pháp hiện đại bây giờ, sau khi người ta dùng dòng điện một chiều và người ta kích thích để điều trị những cái rối loạn giấc ngủ, đặc biệt là trầm cảm có hiệu quả, thì tới cái bây giờ người ta tại bệnh viện Medic của chúng tôi đó cũng là đã có một cái phương pháp điều trị rất mới, rất hiệu quả, đó là phương pháp cộng hưởng từ xuyên sọ. Là người ta dùng cái hệ thống coil là một cái động mạch, một cái mạch điện khép kín, và khi người ta ngắt đột ngột thì ở đó nó sẽ tạo nên một cái từ trường. Cái dòng điện mà do từ trường xuyên sọ này nó tạo ra đó, thì khi nó tìm đến những cái vị trí nào mình đã định được ở cái tổn thương
mà nó gây nên tình trạng mất ngủ hay là gây nên những bệnh lý khác của nội thần kinh, và nó tìm để nó sửa chữa. Ví dụ như bệnh nhân mất ngủ ngay cái vùng tổn thương đó thì nó sửa chữa tổn thương đó thì bệnh nhân sẽ phục hồi giấc ngủ. Nếu bệnh nhân run do Parkinson thì nó sửa chữa để nó tạo nên những cái giảm run cho bệnh nhân. Môi trường ngủ nó phải là yên tĩnh. Cái hai nữa là không có bị nhiễu động bởi những cái âm thanh như karaoke, ca nhạc vân vân. Chúng ta không ăn những thức ăn quá nặng nề trước khi đi vào giấc ngủ. Chúng ta không dùng chất kích thích, và chúng ta có thể thư giãn bằng cách là vận động trước khi ngủ để có một cái giấc ngủ nó sâu. Và trong một cái phòng ngủ đó thì chúng ta chú ý tới những cái cách trang trí về cái màu sắc, về những cái hình ảnh mà nó hài hòa để dễ đi vào giấc ngủ. Đó là những cái mà người ta thường gọi là trong vệ sinh giấc ngủ. Xin cảm ơn những chia sẻ rất tận tình của bác sĩ Nguyễn Quang Vi, khoa nội tổng hợp thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương. Hy vọng với những kiến thức của bác sĩ cung cấp trong chương trình sẽ giúp cho quý vị khán giả có thêm những thông tin hữu ích trong việc chăm sóc sức khỏe của mình và người thân một cách tốt nhất, đặc biệt là có giấc ngủ ngon, sâu và chất lượng. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Alo Bác Sĩ kỳ sau.